Oh my God. Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip về vị tướng Butterfly nha anh em. Hôm nay mình sẽ đi rừng nha. Cái vị tướng này là một vị tướng thánh vét máng của những mùa đầu tiên, mà có thể là mấy mùa gần đây nó mới nổi lại. Anh em nó tăng sức mạnh rồi anh em mới chơi lại, rồi xong nó giảm sức mạnh vài lần, nhưng mà nói chung mình vẫn còn leo rank khá ổn nha anh em. Mấy bạn nào mà chưa lên được cao thủ thì mình thấy tập vị tướng này leo mình thấy rất dễ nha. Cao cao nữa thì mình thấy là cần kỹ năng cao lắm, nhưng mà thật sự ở tầm lên cao thủ trở xuống thì chơi con này khá ổn luôn. Mình thấy leo khá là dễ, mình tạo nick mới, mình chơi trong vòng tuần lễ là mình thấy lên được tới tinh anh rồi. Ok, trận này thì hai team nhìn cũng khá cân bằng luôn. Team mình thì không có khống chế nhiều, chỉ có Guido thôi. Team bạn thì trâu, team bạn thì có cả Arthur và cả luôn con Mina nữa, khá là trâu luôn. Khống chế thì nó có luôn con Mid, con Init, khống chế cũng tương đối khó chịu nha anh em. Trận này thì cũng hơi gắt đấy. Ok, mình sẽ cố gắng trận này mình cố gắng farm cho thiệt xanh để mình gánh tem trận này mới được. Coi lui lui luôn anh em ơi, đừng nóng anh em ơi, có rừng ở đó nữa, nhưng mà mình nóng rồi. Bỏ luôn cái pha đó, mình nhảy vô dở quá rồi bạn ơi, tới công chuyện mọi người bạn ơi. Luôn lụm nó luôn. Ok, tiếp tục farm thôi anh em ơi, mặc kệ bạn đi, kén ăn con rồng này anh em lên cấp cái anh em ơi, lên cấp 4 hết mình dễ chơi nè. Ok, mình đã được 2 điểm phóng trợ rồi nha anh em. Cái đặc tính của con Butterfly này á, bây giờ á, cái bộ combo của nó sẽ có cái phần nội tại nữa. Khi anh em đánh được quái thường hoặc là đánh vào lính á, mình sẽ đánh quái và lính thì mình sẽ tích, và cả tướng luôn, mình sẽ tích điểm nội tại. Khi mình giết được một mạng thì sẽ một con thì mình sẽ được một điểm nội tại, mình được đầy 3 điểm nội tại thì mình xài chiêu bất kỳ thì nó sẽ hồi lại chiêu đó một lần nữa nha anh em. Ví dụ mình có 3 nội tại, mình xài anti thì nó sẽ hồi lại anti, xài chiêu 2 nó sẽ hồi lại chiêu 2 luôn. Khá là ok nha anh em. Bởi vậy trước khi vô combat, nếu mà mình có 3 điểm nội tại thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mình bay vào nha anh em. Mình nhảy anti vô xong mình xài chiêu xong mình lại có anti mình nhảy tiếp. Khá là rác luôn nha anh em. Ok, pha này tem bạn hết máu nè, một mạng. Con này mà tem hết máu thì xác định hai mạng nè. Ok. 3 mạng nè. 4 mạng. Ok, khá là dễ luôn nha anh em. A thu nè, nè anh ti xong lụm water kill cho mình nha anh em. Ok, mới vô mà đựng cái water kill cảm thấy rất là hưng phấn. Khi mà chơi luôn game luôn anh em ơi, khá là xanh trận này luôn rồi. 403 rồi nha anh em. Rồi mình vẫn tích cực farm thôi. Con này thật sự là một con tướng mà phải nói là đi farm, mà khi mà nó đã lên được nhiều nhiều độ xíu, khoảng chừng 2-3 món rồi là mình đi farm cực kỳ nhanh luôn anh em.
mình có thể tận dụng xài cái anti á, mình farm quái và lính rất là ok luôn, farm liên tục, nhảy liên tục cái anti liên tục nha anh em. Lúc trước cái anti này nhảy nó sẽ hồi máu nữa, nhưng mà giờ nó giảm cái độ hồi máu rồi, tại nó quá bá đạo nên mình nó giảm cái lượng hồi máu rồi đó. Anh em nhìn nè, nhảy anti dòng đó, thấy không? Xong khi mình nhảy anti mà trong một combo đó mình có thể kết liễu được nó con quái hoặc là con lính liền á, là nó sẽ hồi anti liên tục luôn nha anh em. Nên là giống như con mấy con bùa đỏ bùa xanh đó thì cái lượng máu nó hơi cao, nếu mà mình nhảy anti vô mình phải canh cái lượng sát thương mình đánh thường trước đi cho cái lượng máu nó còn chừng phân nữa đủ. Nếu mà mình nhảy anti vô đủ để nó kết liễu trong một combo mà nó chết con bùa đó luôn á thì mình hãy nhảy, nó sẽ hồi lại anti liền. Còn nếu mà mình nhảy vô mình quýnh thường một hồi mà nó vẫn chưa chết là coi như mình mất cái anti nha anh em. Nó phải đợi mười mấy giây nó mới hồi nha. Mình quýnh mấy con quái nhỏ thì ok, quái nhỏ thì mình nhảy vô cái là nó chết liền à, nên là nó sẽ hồi anti lại liền. Đây ví dụ như trường hợp này đó, mình nhảy vô mình quánh nó không chết là nó sẽ mất anti luôn nha anh em. Ok, đó là một số lưu ý khi chơi vị tướng này thôi. Con này thì đơn giản thôi, chủ yếu là nó là có hai cái chiêu định hướng thôi, chiêu anti và chiêu hai là định hướng. Chiêu hai là một cái chiêu quan trọng của nó nha, sát thương cực kỳ cao luôn, nên là mình chơi phải chuẩn cái chiêu hai. Ok, mình lấy được mạng này luôn rồi. Mình chơi chuẩn chiêu hai thì nó sẽ tối ưu hóa cái sức mạnh cho con này nha anh em. Đó, ví dụ nhảy vô mình xả cái chiêu hai mình định hướng, anti cũng vậy. Anti thì mình canh hết máu, ít máu rồi mình sẽ nhảy định hướng vô ngay con đó thì nó sẽ sát thương nó mới cao nha anh em. Ok, con này đi farm khá là nhanh luôn, mình có thể tận dụng để mình nhảy qua mé tường hoặc là mình dí theo kẻ địch. Mình có con quái á, mình nhảy vô con quái cái mình dí nó tăng tốc chạy, nó giống như nó phóng tới mục tiêu vậy đó, mình sẽ dễ tiếp cận mục tiêu hơn nha anh em. Ok, mình cũng ít chơi con này lắm mà dạo này mình thấy nó sức mạnh chơi cũng khá ngon nên mình cũng chơi lại thôi, chứ hồi lúc trước giờ mình cũng ít chơi con này lắm. Thì mình có một số cái gợi ý cho anh em mới tập chơi, mình chơi vậy thôi. Ai nếu mà anh em nào mà cao thủ nói chung là pro về con này thì có gì sẽ comment bên dưới góp để mình biết, mình rút kinh nghiệm chơi hay hơn nha anh em. Ok, đông quá anh em ơi, mình sẽ lùi lại một bước để mình hồi anti cái nha anh em. Khó sống rồi. Quái đi, mình nhấp nhứ quá, nhấp nhứ nè. Nó gặp cái con quỷ con Mina mình hơi ngán nó, tại vì nó khó chịu thật, nó móc mình, nó câm lặng mình là mình khó mà ra chiêu được, mình không ra chiêu được luôn anh em. Ok, đây mình chơi khá là tốt nha anh em, 19-6 rồi, tỷ số chênh lệch quá cao, team bạn chắc giờ vàng thua team mình có 5-7 ngàn vàng. Ok, con này mình farm mấy con quái này là mình có thể nói chung là nhảy anti liên tục luôn anh em, không ngớt luôn đó, thấy không? Bây giờ nhảy mấy mục tiêu xa nè, nhìn nè, mình đứng ngoài đây nhảy vô luôn nè, thấy không? Mình cứ nhấp liên tục anti thôi, mấy con đó mình không cần định hướng đâu. Mười không rồi, tỷ số khá là đẹp luôn. Trận này có lẽ là sẽ kết thúc sớm và mình thấy nó khá là dễ luôn. Team bạn nó khá là hợp chơi với team mình rồi. Ok, mình quá xanh rồi anh em ạ. Mình giờ có cái thương long nữa nên là mình có thể giết luôn cả Arthur luôn á anh em ơi. Trận này mình nó lên nó một nửa đam với có hai món nó cũng có máu xíu, giống như là cây ơi mạng này mình tham quá anh em ơi, có một xíu máu giống như cây rìu đi rừng và lại cái cây kiếm thương long Venice. Cái đó hai món đó nó sẽ có một lượng máu nhất định nha anh em, làm cho mình có thể là nhảy vô để kêu mà tồn tại giữa giao tranh để mình có thể giết được mấy đứa đó. Con này thì nói chung là mình cứ đợi tem quánh cho nó bớt chiêu hoặc là bớt máu rồi mình vô thôi. Còn nếu mà 1-1 thì chơi được, 1-1 mình chơi hết. Còn nếu mà đông quá thì mình đừng nên vô nha anh em, vô sớm quá là không có đường ra đâu. Con này thì nó cũng không có cơ động lắm đâu, kiểu như nó đâu có chiêu chạy đâu, nó chỉ có chiêu một là mình xoay kiếm và tăng tốc chạy nhất thời thôi. Con này mà mình chơi xanh thì xác định team bạn đi. Có nhiều trận mình chơi con này mà team bạn mà team mình AFK hết người mà mình vẫn ăn được luôn nha anh em. Con này mình chỉ cần xanh thôi là mình cân cả team bạn luôn á. Ok, không có dễ chết nữa đâu bạn ơi, hồi nãy mình hơi tham thôi.
kết liễu luôn rồi bạn ơi. Cái bản ngọc con này mình sẽ để trong phần miêu tả nha anh em. Anh em mà muốn chơi con này thì mình có thể tham khảo bản ngọc của mình trong phần miêu tả. Anh em nào mà xem tới đây thì mà chưa like thì cho mình xin nút like và một nút subscribe để ủng hộ kênh mình nha anh em. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Ok, mình sang con kinh công này để đẩy luôn lên win luôn nha anh em. Ok, có được cây nan fan như rồi mà. Mình thấy đường sóc đam của mình khá là ok luôn á. Chỉ cần nhảy là chết nha anh em. Cỡ AD bạn mà có thể ở một trụ mình cũng giết được luôn á. Dưới hơn 50% máu là nó sẽ bị sốc đam nữa nha anh em. Cây nan fan nói chung là cái lượng sốc đam cực kỳ tốt luôn anh em ơi. Cố lên anh em ơi, đẩy cái trụ siêu cấp. Team mình ở trận này dở một cái là team mình không có AD nha anh em. Một cái con bài hết hơi bị dị luôn. Team không AD luôn. Mới vô mình cũng hơi rối luôn. Mình nói rồi là trận này có thể chắc không gánh nổi quá, mà cuối cùng hên team mình chơi khá là hay luôn, nên là trận này cũng diễn ra rất dễ dàng luôn. Rồi ok, có lẽ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối video nha. Rồi, chào, hẹn gặp lại trong video khác tiếp theo nha anh em. Chào anh em.